Ông Kojabi khẳng định vũ khí hạt nhân của Iran là mối đe dọa tiềm ẩn lớn nhất trong khu vực và toàn cầu. Ông nhận thấy khả năng sẵn sàng tấn công các mục tiêu hạt nhân của Iran và mức độ chuẩn bị cho chiến dịch này đã được nâng lên. Theo tham mưu trưởng quân đội Israel, đã đến lúc phải gây áp lực lên Iran và ngăn chặn tiến trình hạt nhân của nước này. Lực lượng không quân Israel gần đây đã tiến hành hai cuộc tập trận mô phỏng vụ đánh bom các lò phản ứng hạt nhân của Iran. Tần suất hoạt động của quân đội Israel chống lại sự hiện diện của Iran trong khu vực trong năm nay cũng đã gia tăng. Ông cho biết, quân đội Israel cũng đã phá tan dự án định vị quân đội Iran ở Syria và tuyên bố sẽ tiếp tục đối đầu với các kế hoạch của Tehran trong khu vực. Trong những năm qua, Israel đã tiến hành hàng trăm cuộc không kích ở Syria nhắm vào các địa điểm của quân đội Syria và các mục tiêu của Iran ở Syria, cũng như là Hezbollah ở Liban.